Chưa tới Tết, nhưng người Việt ở Michigan đã bắt đầu đón mừng xuân khi họ đến tham dự chương trình ca nhạc được tổ chức vào cuối tuần lễ vừa qua tại thành phố Detroit. Thì đây là một trong những cái dịp mà người Việt Nam đến đây để được cái thưởng thức những cái dòng ca hàng đầu của trung tâm Pairs by Night và Asia. Con thấy có nhiều ca sĩ rất là hay, giống như là cô Như Quỳnh, con rất là thần tượng. Không nói gì đến cái vấn đề mà thương mại hay kinh tế gì, nhưng mà tôi nghĩ rằng mình đóng góp đem lại được một cái chương trình văn nghệ đầu xuân như thế này cho đồng bào thì tôi nghĩ là cũng là một điều thích thú. Lần đầu tiên em đến nước Mỹ thì em thấy là đồng hương ở Việt Nam đến xem ca nhạc thì em rất là vui mừng. Mình thấy được rằng, mình nghĩ được rằng là ở trên quê hương của mình Tết đang diễn ra, thì ở nơi đây dù là đất khách nhưng mà cái Tết của Việt Nam mình cũng vẫn diễn ra ở quê người. Thành phố lớn nhất của Michigan, Detroit, còn được mọi người biết đến với cái tên khác là Motor City vì là trung tâm kỹ nghệ sản xuất xe hơi của nước Mỹ. Đây là lần thứ tư chương trình ca nhạc mừng xuân được tổ chức tại Motor City Casino. Ngoài số khán giả tại Detroit, có khá nhiều đồng hương người Việt từ các thành phố lân cận trong và ngoài tiểu bang Michigan cũng đến tham dự. Trời tuyết thật lạnh lẽo nhưng vẫn lái xe nhiều tiếng. Họ đến trước là để xem chương trình ca nhạc và cũng là dịp thử thời vận lấy hên đầu năm. Những chương trình tất niên đón mừng xuân của các hội đoàn, cơ sở tôn giáo sẽ lần lượt tổ chức vào những dịp cuối tuần sắp đến. Việt Hải, tường trình từ Michigan.